Kim Cương đang dậy. Kim Cương ơi, Kim Cương ơi, Kim Cương. Kim Cương, Kim Cương mọi người ơi, Kim Cương. Hello, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là KSD đây. Thì chắc hẳn á là các bạn đã thắc mắc là tại sao mày đứng ở cái khu vực này đúng không? Đúng rồi, thì hôm nay á chúng ta sẽ chơi Minecraft sinh tồn. Nhưng mà cái Minecraft sinh tồn ngày hôm nay á sẽ không giống như Minecraft sinh tồn của mọi ngày, chính là sẽ có một thử thách nhỏ trong đó. Đó chính là sao? Cứ 30 giây chúng ta sẽ bị tê đây sang một chỗ khác, di chuyển sang một chỗ khác đó mọi người ơi. Thì trước khi mình vào cái map á thì chúng ta mình sẽ giới thiệu cho mọi người một xíu thôi để chúng ta có thể dễ dàng hiểu rõ hơn. Thì nếu như các bạn là fan mới tới của mình á, là bạn là người mới tới kênh của mình thì bạn hãy giúp mình một lượt đăng ký nha. Những bạn nào mà fan chân chính của mình á hãy giúp mình một lượt like. Và bạn nào là fan chân chính, fan cứng của mình á hãy đừng ấn vào đăm sẽ nhận quảng cáo cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ok, bắt đầu nào, ta cùng nhau vào thực hiện đáp sinh tồn thôi. Let's go. Rắc nào mọi người ơi. Thì ok mọi người ơi, bắt đầu thôi nào. Thì đây chính là một cái chế độ đáp sinh tồn, có nghĩa là cứ 30 giây á chúng ta sẽ bị chuyển đi một chỗ khác. Thì như bạn nói đó, do mình chỉ có thời hạn là 30 giây để mình sống trên cõi đời này thôi, nhưng mà sẽ làm cao hướng nhanh nhất có thể mọi người ơi. Mình sẽ không thể đứng yên một chỗ này hết cho mọi người nhiều được, nhưng mà mình sẽ liên tục di chuyển và đi liên tục luôn mọi người ơi. Chứ không thôi là bị tới đó đi chỗ khác khổ lắm, thật sự luôn á. Nè, bị đi ra boss nè, bạn thấy không? Bạn nhìn nó cái bảng bên phải á, bạn sẽ thấy rằng là có một cái bảng đang đếm số thời gian á, đúng rồi đó. Cái bảng đó chính là cái bảng mà chúng ta sẽ bị teleport sau mỗi giây. Thì chúng ta phải làm tới cao hướng nhanh nhất có thể mọi người ơi, chúng thôi chúng ta sẽ tiêu đời á. Đó, mình phải làm những cái chuyện có thể thôi. Đó, lấy cái gậy ra đã. Trời ơi, làm ơn nhanh luôn, học tôi một cái rồi, chậm chạp không được đâu. Còn cái điều trước, đây có cái điều chúng ta mới có thể đập được cái bảng chế tạo. Đó. Rồi, nên chúng ta sẽ được dịch chuyển về cái nên chúng ta sẽ được dịch chuyển về cái gì á? Vì dưới đất á thì mình sẽ có cái đào được than. Trời, mình đang ở đâu đây? Ta dịch chuyển đi đã hay mình nói mà. Nên chúng ta điều chuyển xuống xong rồi. Ôi, xuống dưới cái mỏ. Nên ơi cái mỏ mọi người ơi. Ngon. Nên ơi cái mỏ, đi đường này đường nè. Cái mỏ này ngon nha. Ở đây có than. Được rồi, chúng ta có là làm được một cái gì á? Một cái đuốc. Lẹ coi ơi. Nhà ơi. Lẹ. Cái đuốc nữa. Thôi toàn rồi, toàn chắc rồi. Mình đi chuyển đâu, ai quá, mình lên trên đây lại rồi. Hên mọi người ơi, quá hên luôn. Ok, đi lẹ mọi người. Thì đó là việc của bạn chúng ta. Còn chúng ta là chúng ta phải đi diễn liên tục để mà phải sống sót được qua những cái thử thách, những cái thiên tai như thế này mọi người thấy không? Đó. Mình không biết là mình có hên được không, mình thấy là mình khá là xui. Mình hy vọng mình sẽ đào được xuống dưới đất để mình có thể kiếm được than mọi người ơi. Mình cần cái than, rất là nhiều, mình khá là cần cái than. Ok, chúng ta đã sắp bị đi di chuyển nữa rồi mọi người ơi. Thì mình không biết rằng là mình sẽ sắp hết cái này như thế nào, nhưng mà mình đã dớt nè. Ngon. Kiếm than. Ồ, không ta kiếm than. Ồ, có sắt rồi. Không có sắt nhưng mà phải có đá mới được. Ôi, có skeleton. Chạy, không nói nhiều, chạy. Cho dù mày có cái gì tao cũng phải chạy hết, tao không thể là tao dễ dây được. Không là mày chết được, bye bye nha, tao ché này. Trời ơi, skeleton bắn đau quá mày ơi. Có chỗ nào nó di chuyển cái nào mà nó thơm dưới đi. Thì chuyển ngay chỗ có con cái tình như thế vậy hả? Thôi tại sao bị dịch chuyển rồi đó, tôi thấy tôi tiêu rồi đó. Ok bây giờ mình phải đào đá trước đi ha, đào đá nè. Đó, để đào được sắt chứ lại đào được cái than đó mọi người. Đào đá trước đi. Ok rồi, ok được cái thứ chúng ta cần phải gọi là thực hiện trước đây. Ok, bạn chế tạo ra nào, và cái lấy cái này ra, lấy cái gỗ này ra rồi. Ok, mình sẽ có được một cái điều đá. Và mình sẽ có một cái điều đá này nữa. Ok rồi. Ôi dịch chuyển đúng rồi, mất đồ. Ôi hay quá, còn cái cuốc hên quá mày ơi, dịch chuyển còn cái cuốc hên quá. À là được sắt rồi. Được, vấn đề kia là kiếm vấn đề. Ôi mình đây hình như đây chỗ như con kia tập lúc nãy đúng không ta? Ôi chỗ con kia tập lúc nãy nè, nhưng mà mình đang cần cái gì á? Đào được cái này nè, mình đang cần cái than, chứ không cần cái này đâu, nên cần cái than. Cái chỗ bàn chế tạo nãy đâu ta? Trời, mất công lại bàn chế tạo mới rồi á. Ủa, lại bị teleport đi nữa rồi. Mình đang ở đâu ta? Mình đang ở... Trời, ví dụ mình búa xu, mình không hiểu đang làm cái đó. Không biết gì đang xảy ra mọi người ơi. Tôi không biết làm gì luôn á. Mình cứ bị theo liên tục cái này 30 giây khó chịu quá à. Không, mà cứ làm sớm này lại đi, để mình còn thể... Nên là còn làm cái lò nung nữa mọi người, để mình thông sắt. Thì đôi khi á, cái boss này hay một chỗ á, đôi khi các bạn được teleport đó, các bạn hên xui các bạn có thể teleport được tới cái chỗ của kim cương luôn. Nó khá là khỏe. Cứ đi đào mấy cái dụng cụ kim cương như là sắt rồi đá kim cương này ở đâu đây.
đang ở dưới đây. Ồ, dưới đây thì được. Không biết có con cừu, con hươu, con heo nào gì không ở dưới đây không ha? À? Mình có thể đi. Chỉ mình chỉ sợ nhất là khi mà mình đang hả teleport rồi cái trời tối á, khổ lắm. Ok, đây là có gỗ đó rồi mọi người. Chúng ta cũng có cái này rồi. Rồi ngon. Ok, thấy à thôi. Nhưng mà mình còn 8 ngày nữa thôi. Lát nữa đi, đợi 8 ngày đi rồi mình sẽ dịch chuyển tiếp, mình sẽ đi qua chỗ khác tiếp. Tôi đào trước bọn này đã. Ồ, tới đâu vậy? Tôi nói mà. Tôi thui không phải gì đó. Toán rồi, phải không có thang. Tôi đang đâu nữa ta? Cứ đào lại thôi. Đào được cái gì vậy? Mình đào được đá andesite. Mình nghĩ là mình đang đâu ta? Đào được đá andesite nữa, nghĩa là mình đang đâu vậy? Sao tôi thui vậy trời? Alo các bạn ơi, cho tôi một cái vé số, một cái điện, một cái gì á. Một cái đuốc, cái đèn pin gì đây coi sao tôi thui không phải gì đó. Tiêu rồi, toàn rồi, cảm giác cái như là toàn cắt rồi đó. Tè lè đi, tham còn một giây mà, tè coi, ở sao đứng yên rồi. Rồi, tè lè đi, đúng rồi. Tè vô chỗ cũ. Tè vô cái chỗ nào vậy trời. Hình như mình đang bị nước đẩy mọi người, sao tôi thui vậy. Được gì không ta, được, lại được cái này nè. Mình đang đâu ta. F3 con xe ít game, mình đang ở số 52, mình đang ở tầng 52, lần sao tôi thui vậy trời. Ở đang đâu vậy ta? Trời ơi, tôi đang ở chỗ nào khác đi trời ơi. Tê cho cái ngoài mặt đất á, tê dưới lòng đất không vậy? Tê le. Rồi xong, toan rồi đó. Lại tê le ở dưới lòng đất gì nữa rồi. Có thua không thấy gì đó mọi người ơi. Thật sự luôn á, tôi không. Thật sự là không thấy cái gì luôn á mọi người. Cho nên mình nói ở đây sao mình rất cần thang. Mình lại có đá củi nữa rồi. Nghe là ôi ơi sạch dưới nước. Đây là nước đúng không? Mình đang nghe dưới nước mọi người. Cái gì vậy? Nghe tiếng gì vậy? Mình đang nghe dưới nước mọi người ơi. Nghe khu này là khu nước thôi ta. Hơi bị khó hiểu nha. Cái đó ở ngoài kia rồi. Cái đó trong đây nữa. Mệt nha. Cái đó đây hoài vậy em nội. Không cứ đào cứ cho cái đào cái mọi người. Cái đó đây hoài không thấy gì đó. Thôi cứ đi thôi. Mình nghĩ chắc cái chế độ này bị một cái là nếu như các bạn mà không chịu đi di chuyển liên tục á, các bạn sẽ bị teleport vào một chỗ á. Mình đi tiếp. Đó, cứ đi thẳng đường đi, teleport đi lên trời lên đâu rồi. Được cái gì kìa. Ơ ra ngoài, đi ra ngoài. Ôi mày cuối cùng đi ra ngoài mọi người. Trời, cuối cùng đi ra ngoài hơn quá. Rồi, giết bò. Cái chỗ nào mà có thai làm cái đuốc thôi. Rồi ok. Giờ mình đi đờ 2 mọi người ơi, đờ 2 là lẹ xíu. Nhưng mà vấn đề là không có cái hầm nào đi đờ 2 á. Ok, có đá này, đá andesite mà làm được cái tác dụng gì? Trời ơi trời. Nhanh ngồi, tới đây cho khác. Cho vô cái hầm có thang đi, đừng có xuống dưới đất nữa. Ok, đây cũng được đi, vậy cũng được, có ngựa rồi đúng không? Có ngựa kìa. Ok, xuống đây thôi. Đi đờ 2 mọi người ơi. Kiếm thang thôi. Kiếm thang là lẹ xuống. Giờ mình hết cách rồi nên mình đào bằng cuốc luôn. Kiếm thang. Có hang không? Mấy bạn nói hồi trước mình được mấy bạn chỉ cho một cái mẹo là đạo 44 này là đi kiếm thang á. Có hang không vậy? Rồi là muốn có thang đi. Có hang giùm tôi cái đi. Có thang đi làm cái đuốc nữa. Gì trời. Ở đây luôn. Ở đây là cái mình đang ở băng mọi người ơi, mình đang ở vùng băng. Mình đang ở vùng tuyết. Ừ có cái hầm vô đây là hang nữa. Ôi trời sao tôi ghê vậy ta? Có hang không? Vậy bay bị gì vậy? Cái gì vậy? Dân này bị gì vậy? Dân này bị gì vậy? Dân này bị kẹt à? Ok, có hang đây mấy anh ơi. Gì sao tàn đồ đạc gì rác rưởi không vậy? Ôi mấy anh ơi, có hang không vậy? Có đồ đạc gì không đây không vậy? Sao tàn giường chiếu không vậy? Đụng cái giường nha. Tàn giường chiếu không có gì để xài vậy? Nhân cấp cũng xong nữa. Đang đâu đây? Mình đang ở một cái chỗ ở đây có cái mỏ. Sao này khu tuyết không ta? Sao không qua khu nằm mới có thang cho tôi đi. Trời tôi thấy video này của tôi nó hơi bị nhả. Cứ bao giây tới đây lần cái này chắc chết quá mày ơi. Trời ơi là trời.
cái hộ, cái hộ, không phải cái hộ, cái thang em vậy. Ừ, thang nè, thang, thấy thang rồi, thang về nha. Ừ, ngay, ừ, thang. Ừ, cái này có kim cương luôn mày, thằng máy vậy. Đây tầng số 13 luôn mọi người ơi, có khi đây đó tôi có kim cương luôn á. Ừ, hợp lý nha, nhưng mà cái thang là mình ngon rồi mọi người. Mà cái bị xui cái này, xui cái là mình không thể nào đun sắt được liền á, hơi bị khó khăn này á. Cần thang chứ vậy, để mình làm cái đuốc. Làm cái đuốc lẹ lên, mình làm cái đuốc mọi người ơi. Rồi, lấy 4 cái đuốc luôn đi, rồi ok. Rồi, để cái đuốc cầm tay phải, rồi ngon, ok. Thôi bây giờ chúng ta đã sống sót qua được mùa chăn bọc này rồi đó. Hình như ở đây không còn kim cương hay gì đâu. Rồi cho nó bắt đây rồi đúng không? Rồi thì chúng ta sẽ đầu hả đặt cái bàn cái tại này ra. Rồi đá củi đây là làm cái lò nung. Lại lên lò nung ngay đây coi. Rồi ta sẽ bỏ vô đây là một cục sắt kia đây. Nung sắt lại. Trời ơi nung sắt lại lên, người bay dây kìa, nung sắt lại lên. Nung lẻ. Ừ ít ra cũng nung được một cục. Ừ, cục cất vô, đạp đồ, đạp cái kia trước, cái mỏ này là đạp đây đúng. Ok mọi người ơi, thì cuối cùng mình có bị chuyển đi rồi, bây giờ hiện giờ mình đang ở dưới cái hầm này nữa. Và chúng ta đang ở tầng 13 đúng không, tầng 11 mọi người ơi, nghe có thể được chỗ có kim cương á. Nhưng mình đã bị T-Bot nữa rồi, y ngon, lại quay về cái chỗ nãy nè. Xui một cái là cái mod này nó quá khó chịu mọi người, mình thề luôn á, nó quá lắc. Rồi mình lắc thiệt á, nhưng mà khá là vui mọi người ơi. Ok, mình ăn bọt sống vô để mình thêm sức mạnh đó mọi người. Cảm giác như vậy hơi bị nguy hiểm mọi người ơi. Không biết đây có vàng hay có gì không, có sắt nè. Rồi sắt tiếp rồi. Ồ may quá, hôm nay rồi tôi không nghĩ đâu, mọi người chết ngắt tôi rồi đó. Cái chỗ này khá là hay ho nha, có thêm là kim cương ở đây nha. Nhưng mà cảm giác như rồi là ý, redstone. Tại vì đây nó tiêu rồi, ý không sao. May quá. Thôi vậy thôi tạm thời chúng ta sẽ bị tay le ở đây thì chúng ta cứ để đây đi. Nhưng mà cảm giác mình làm cái này khá là chậm mọi người ơi. Mình làm cái này khá là chậm cho nên là mình phải cần cái lò nung của mình đâu rồi. Cái lá cụi ở đây nè. Rồi ok. Thầm thầm chúng ta hành cái này đi, sau đó mình sẽ phá cái này. Và chúng ta sẽ đợi chúng ta, khi nào chúng ta được tele chúng ta sẽ đặt tiếp. Đó, cái này chứ gì đã. Rồi ok. Dưới đây thì khá là nhiều thứ hay ho lấy được. Nó dưới hầm mà. Đó, nói mà. Đấy, giờ cứ dọc chỗ này hoài quá sướng quá khỏe luôn. Đào sắt được cái đã. Rồi sắt ở đây. Rồi đi vòng vòng một xíu. Mình thì có sắt đây không? Ok, ở đây còn sắt đó mọi người ơi. Ok, những con sắt đây, quá hợp lý luôn. Sắt đây vẫn còn. Cái mod này nó cần sắt. Rồi con đâu ra con nhện vậy? Nhện nó mày. Nè, cái tính này tao không chuyện chơi đồ mày đâu, biến cho khác. Ơi, mất sắt của tôi. Thôi chịu mất sắt. Ê hên, làm được sắt cái rồi. Đúng mày nè. Rồi quỷ nhện rồi. Ơi, đừng không chết đây đâu. Mày tuổi con trai, tuổi nha nhóc ác. Đây bắt nhện ngay, easy game ngay. Ăn miếng ai. Đây, ăn miếng cho sức mạnh thôi. Rồi qua cục sắt rồi là được cái cục sắt rồi. Đụng miếng thịt đi chắc ăn. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ đặt cái bàn chế tạo ở đây đi. Cái bàn nào ở đây. Mình hết bị tele cho khác rồi mình cũng khỏe rồi. Giờ thành thời nó cho game nó thương mình, nó cho mình tele ở đây thôi là mình khỏe lắm rồi, mình vui lắm rồi. Ở đây chúng ta. Ôi, mất hết đồ rồi. Đùa tôi à, game không thương tôi à, sắt của tôi, thịt của tôi á. Ừ, có cái hầm. Ừ, bột redstone ngon lụm em ơi, nhãn gì tên lụm mất cái này đi, không biết là cái gì, không biết là cái gì tính. Trời ơi là trời, đang đâu đây? Ồ, đang đâu đây? Cái này khổ quá mọi người, đúng quá khổ luôn mọi người ơi, quá khổ luôn á. Ừ, sắt lụm sắt lại đã. Trời ơi là trời. Cái này thật sự ơi, những ai mà chơi mà không lại lại được như mình á, các bạn cố gắng đừng nên thử sức mọi người ơi. Khổ lắm luôn á mọi người ơi. Khổ lắm luôn đó. Rất là khổ luôn đó mọi người. Lần trước cái hệ tính gì tính. Cái này còn có thời gian đun sắt, 3B đun sắt quá khó luôn á. Ok mình ở ngoài đây rồi. Ý nghe cái này giống như là ý ngon hơn, có chỗ làm luôn. Khỏe. Ý được cái này ý như là ý là con chạy đây đúng không ta? Lần này nhìn quen nhớ là cái dây đây rồi đúng không vậy? Rồi vô đi kiếm ăn rồi đó. Xem có được không có. Ừ cơ hộp này có được đi ăn. Ừ có táo vàng, có ừ. May quá có phao sắt, trời ơi giờ thương mình rồi mọi người ơi. Bây giờ giống thương mình rồi. Nhưng mà lấy sắt ra đã. Tao còn có 3 giây thôi, cứ đây khác tao cá đi cho tao lụm đồ cái. Thôi mình không quan tâm nữa mọi người. Giọt may quá em nói mà sống được mà mọi người. Trời ơi quá rồi luôn, hay quá. Ra lấy được hết đồ đạc về.
áo giáp nè. Ừ, ngon lành chưa? Ê, làm lẹ cái này cái tàu ơi. Nhanh nhanh coi còn làm việc nữa. Rồi, còn có mấy giây thôi à. Coi như mất hết đồ á. 10 giây, 10 giây, 10 giây, 10 giây, 10 giây, 10 giây thì kịp rồi. Ok, ngon rồi. Xong, chúng ta đã xong rồi mọi người ơi. Rồi, ok, làm lại thế nào. Hợp lý, đây, ăn nó vàng vô. Hợp lý rồi mọi người ơi, chúng ta đã qua được cái coi được cái bùn trăng này rồi mọi người ơi. Đây đây đi, tao không sợ đâu, đây đi, đây đâu vậy? Đang ở đâu ta? Từ từ coi lượm lại mấy cái này coi. Đang ở đâu vậy ta? Không biết mình đang ở đâu luôn á mọi người. Cái này giờ mình cũng phải chuẩn bị đổ đủ đủ đồ đạc cái đã. Lập rìu tiếp đó mọi người ơi. Khổ quá vậy, khổ luôn á. Thề mình có sắt rồi nè, thạch dưa hấu rồi nè. Cái mod này á, thua một cái là mình không thể nào, mình không tài nào mình có thể làm được một cái nhà đó mọi người. Thì gì, cứ 3 giây là mình bị ra cho khoái rồi. Làm nhà có ý nghĩa gì, làm nhiều cái ý nghĩa gì. Giờ buổi tối rồi, chứ mình phải đợi ra xuống dưới boss, xuống dưới trong mấy cái đây là nó vừa nói mà thấy không? Dùng nhà này đúng không ta? Này tầng số mấy vậy? Tầng số 20, chưa có gì đâu. Ý, cứ học lưu ly, được, học lưu ly mọi người ơi. Hay, có con học lưu ly ở đây rồi, ngon, hợp lý nha. Đào học lưu ly dưới đã. Đây, học lưu ly ở đây. Quá hợp lý luôn. Ôi con vô hết hồn. Con vô làm hết hồn. Đây, redstone, hợp lý luôn. Quá hợp lý luôn. Ở đây quá quá nhiều đồ ngon mọi người ơi. Thôi, cái này không còn đào nhiều đâu, ta cứ đi tiếp đi đã. Ở đây dùng nham, không biết ở đây có kim cương nữa ha. Chắc chắn ở đây có kim cương. Đang đâu vậy? Vàng. Ngọc lưu ly. Ở redstone cho lộn. Lộn ngọc lưu ly. Ok, mình đang ở tầng số 11 rồi mọi người ơi. Không biết ở đây có kim cương không nữa. Mình đang ở dưới đây không biết có kim cương không ha. Tầng kim cương thường tầng 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 1, tầng 12. Kim cương đây không vậy? Kim cương ơi, kim cương ơi, kim cương. Kim cương, kim cương mọi người ơi, kim cương. Quá ngầu luôn mọi người, kim cương nghe, kim cương nè. Thấy chưa, đỉnh chưa, đỉnh chưa. Nói là cái này ta le hay lắm. Cái này dễ chơi kim cương đó mọi người ơi, quá dữ luôn mọi người. Quá ngầu luôn. Đây, đừng có chết nha. Hay quá, tôi đây rồi, đây là được rồi. Rồi, làm cái cấp kim cương luôn cho ngầu. Đó, cấp kim cương luôn, đó. Cấp kim cương mới giữ nè, rồi để dành đồ ở đây. Ok, rồi lấy đập đi. Ôi, ơi chim bi nhiều quá. Ôi sao không mình không làm cái kiếm ra. Rồi rồi, lấy nữa, mình sẽ làm cái kiếm là đi bắt con con chim bi này. Anh mày bây giờ giàu rồi mấy em. Anh mày có cấp kim cương các thứ rồi. Anh không sợ đâu, tao đe bọt nè. Đấy, giữ chưa. Xuống dưới đây ngay. Đây là cái gì vậy? Ở chỗ nãy nè. Ừ, chỗ nãy thì có thời gian. Được, hợp lý rồi. Ok. Rồi. Mình sẽ làm một cái kiếm kim cương mọi người ơi. Làm một cái kiếm kim cương luôn. Đó, kiếm kim cương để mình có thể quấn lộn màn này. Đấy, kiếm kim cương ngay, easy game ngay, easy life ngay. Đấy ngầu lên cái điều đập đúng không? Thôi kệ, lỡ lập này rồi. Ok, kiếm kim cương rồi mọi người ơi. Quá ngầu luôn, quá dữ luôn mọi người ơi. Ha ha ha. Cái món này hay nha. Ok, đi kiếm băng thôi, kiếm băng thôi. Mình cũng sắp đói bụng tới nơi rồi. Cái làng phải gầy, nhờ cái làng của thằng cây đây đó mình quá tuyệt vời luôn. Một con zombie, vô đây. Vào đây. Vào đây Reaper. Và ơi, thôi chết hết luôn kìa. Ha ha. Được, hợp lý. Quá dữ luôn, quá tuyệt vời mọi người ơi. Trời ơi, người là hết như luôn đó, mọi người. Trời ơi, ừ, vào đây mấy em. Anh không chết được đâu. Anh đã bất tử. Ôi trời, zombie nhiều quá. Trời, zombie nhiều quá. Ừ, cái đó được rồi. Trời ơi, zombie. Skeleton. Gì nhện. Cái gì vậy trời ơi. Cái gì, zombie nhiều vậy. Đây. Mấy anh ơi, em xin lỗi mấy anh ơi, em chỉ đùa thôi, mấy anh làm gì mà anh căng thế, em xuống cho em chơi nha. Ủa, dùng nhà mới nè. Anh căng thế, mấy anh làm gì mà anh căng thế, em xuống đây em chơi xíu rồi, em về nha, em bị teleport chỗ khác giờ đó. Em xin lỗi mấy anh nhiều nha, em chỉ đùa xíu thôi. Trời ơi, quá là buồn cười luôn mọi người. Anh này quá, ở đang ở đâu vậy ta? Ừ, hay quá, giết cụ. Mình đang đói lắm mọi người, mình đang đói lắm luôn rồi. Cần cái đồ ăn. Mình đang nói là mình phải có đồ ăn. Lấy cái thịt này ra coi. Thịt đâu rồi? Thịt. Mày zombie nè. Trời zombie đông quá là đông luôn. Đừng có chết ra đây nha. Chết đây khỏi mà còn 3 máu à. Tôi không chỉ kiếm mà tôi đi đâu. Chết tôi là chết hết đó, chết được hết đó, đừng. Không sao, chạy được rồi. Cái đó đi. Hay quá, ở đây thì hợp lý. Ăn thịt cho đã. Cuộc sống ăn luôn. Đó, thịt cuộc sống ăn chết luôn. Làm người rừng luôn mọi người ơi. Anh mới chết đây, được hồi máu nhưng thôi chết á, cũng gần sáng rồi mọi người ơi, cũng gần sáng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ hy vọng xem mình được đi tới đâu nữa mọi người. Quá dữ luôn mọi người ơi, đào được kim cương các kiểu luôn mọi người, quá dữ luôn mọi người, quá tuyệt vời luôn.
Ở đây là cái menu thôi chứ có gì đó. Cái boss này bạn thấy vui không? Quá vui không? Bạn thấy boss này quá hợp lý luôn á. Tại vì cái đó đi đâu rồi? Cái chỗ cũ hồi nãy nè. Thôi đây này chỗ khác mọi người, cái này chỗ khác. Ở đây có sắt, đã sắt ra đã. Ok. Sắt đây đi. Chúng ta có một cái cúp sắt và hiện ra phải thành phải đào sắt ra. Đào sắt cái đúng không? Đi coi xem đi được cái gì nha. Coi thử nha. Ok. Ở đây là một cái bãi không, bãi trống không, không có gì hết á. Ok. Ui cái này cái hầm á mọi người ơi, cái hầm á. Hầm này hay nha. Này có hầm luôn á mọi người, cái hầm á. Đây là tầng số 24 luôn rồi, cái hầm thẳng xuống luôn á mọi người. Cũng phải là hợp lý đó chứ. Ôi lại đây luôn rồi. Đéo đi mất tiêu rồi. Đâu đây ta? Đang trên cây. Ô mình đang trên cây nè. Cũng hợp lý cũng được. Thôi kệ. À, ôi trời. Và thôi ha. Mình nghĩ là xem video này luôn và các bạn đã biết được rằng là cái boss này như thế này rồi đó. Cảm ơn mọi người đã coi video này và mình là cái đây. Mình xin lỗi này mình một like. Chứ cái kênh nó nó cái nha và hãy ủng hộ cái chuông để cho các bạn được hóa với nhất về video của mình. Nói nha thì mình phải nói nhanh quá chứ thôi là mình sẽ bị dịch chuyển đi nữa. Rồi dịch chuyển đi nữa chắc chết quá. Giờ nói nhanh quá đâu mà bị dịch chuyển thôi dịch chuyển rồi chắc khi tôi chết luôn á. Tôi sợ lắm á. Vì những ngày chết luôn á. Ok cây rồi. Và thôi ha, hẹn bạn ở những video sau mà mình là cái đây. Bye bye. Yeah, hẹn bye nha mọi người. Trời ơi, giờ tôi phải chạy trốn nè mọi người ơi, 30 giây. Làm sao để sống được ở trần đời này đây trời ơi.